dẫn trộm vào nhà. Cậu định đi đâu thế? Định bỏ nhà đi bụi thật đấy hả? Không phải là đi bụi, mà là đi phiêu lưu. Tớ sẽ tìm thấy quả hạnh phúc và tìm được bố mẹ của tớ. Cậu lại tin vào cuốn truyện vớ vẩn đó chứ gì? Làm gì có quả hạnh phúc trên đời này? Không đúng, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là nó có thật. Thôi kệ nó, giỏi thì cứ đi thử xem. Đói bụng rồi lại phải mò về đây thôi mà. Tớ sẽ không về cho đến khi tìm được quả hạnh phúc. Các cậu cứ chờ đấy, rồi các cậu sẽ phải lát mắt mà xem. Quả hạnh phúc hẳn sẽ mọc ở chỗ nào có nhiều cây. Chị ơi, cho em hỏi, đến công viên đi đường nào ạ? Em cứ đi thẳng hết đường này là tới chỗ có nhiều cây kia kìa. Dạ, em cảm ơn chị. Quả hạnh phúc chắc là ở trong này thôi. Dạ thưa cô, em tìm khắp nơi mà không thấy bé mít đâu cả. Sao? Hoa và Bon, các con hay chơi với mít. Các con có biết mít đi đâu rồi không? Dạ, mít nói là đi tìm quả hạnh phúc đó. Hả? Quả hạnh phúc? Bạn ấy đọc xong cuốn truyện này có quả hạnh phúc. Bạn ấy tin là tìm được nó thì sẽ tìm được bố mẹ giống như trong truyện à. Vẫn biết là bé mít rất mơ mộng và cá tính, nhưng mà không ngờ con bé lại liều lĩnh bỏ đi như vậy. Bọn con cũng nghĩ là mít chỉ đi cho vui thôi, đói bụng thì sẽ về ngay, ai ngờ. Bây giờ phải chia nhau ra đi tìm bé mít, chắc con bé chưa đi xa được đâu. Tìm mãi mà chẳng thấy cây nào có quả hạnh phúc cả, đói quá. Thế nào, nhóc có muốn ăn một miếng không? Dạ không, cô Hoa bảo cháu không được ăn đồ của người lạ. Thế thì thôi, bác ăn hết vậy. Ăn một miếng đi, bác không nói với cô Hoa là được chứ gì. Thế cháu chỉ ăn một ít thôi ạ. Ta thấy cháu quanh quẩn ở đây cả ngày rồi, cháu làm mất gì hả? Dạ không ạ, cháu đang đi tìm quả hạnh phúc. Thế cháu đã tìm thấy chưa? Cháu tìm cả buổi rồi mà không thấy. Hề, tiếc thật, bác biết chỗ nào có quả hạnh phúc đấy. Thật vậy sao bác? Bác nói cho cháu biết với. Nhưng mà tiếc là đã bị người khác lấy mất rồi. Sao bác không chịu đòi lại? Bác muốn lắm, nhưng mà một mình bác không thể lấy lại được. Ừ, nhưng mà cháu thì có thể đấy. Hay là cháu tìm cách lấy lại giúp bác, bác sẽ chia cho cháu một nửa quả. Thế thì đi lấy lại quả hạnh phúc đi bác. Ta sẽ dẫn cháu vào trong cửa hiệu đó. Nhân lúc họ không để ý, cháu sẽ chui vào phía sau kệ tủ. Nhớ đừng nghĩ ra tiếng động, kẻo người ta phát hiện đấy. Cháu nghe xem họ cất gì ở đâu. Đợi họ đi ngủ rồi lấy chìa khóa mở ra cho bác. Việc còn lại để bác lo. Thằng bé lại sốt cao rồi, mình mang thêm tiền với sổ khám bệnh đi nha. Em biết rồi. Còn chìa khóa dự phòng cứ để ở ngăn bàn nha. Ừ, cứ để đó đi. Hoàng lắm, bác sẽ lấy quả hạnh phúc cho nha. Nhưng mà bác ơi, cháu không muốn lấy quả hạnh phúc nữa đâu. Cháu thấy có cậu bé bị ốm, nhỡ lấy đi rồi cậu bé bị chết thì sao? À, mở được rồi. Bác ơi, bác làm gì thế? Bác nói là tìm quả hạnh phúc cơ mà, sao bác lại đi lấy tiền? Đây chính là quả hạnh phúc đấy, ngốc. Bác không được lấy tiền của người ta. Ý mồm, trên đời này không có quả hạnh phúc, chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc thôi, rõ chưa? Không, như thế là ăn trộm rồi, bác trả lại đi. Ranh con, trả là trả thế nào được? Ăn trộm, bác ăn trộm. Ăn trộm ở đâu? Dạ, trong nhà này. Ăn trộm bà con ơi, bác ăn trộm. Nhà của bé Mít mà chúng tôi đã nhận lại được toàn bộ tài sản bị đánh cắp. Dạ, thật là may mắn quá. Cháu cứ tưởng có quả hạnh phúc thật, hóa ra... Có chứ, chính cháu đã trao cho cô chú một quả hạnh phúc rồi đó thôi. Cháu có cho gì đâu. Quả hạnh phúc không phải lúc nào cũng cầm nắm được đâu. Nó là những việc tốt mà cháu sẵn sàng làm vì người khác. Và cô chú cũng muốn tặng cho cháu một quả hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng có thể nhận bé Mít làm con nuôi. Tất nhiên là nếu như bé Mít đồng ý. Cuối cùng con cũng tìm thấy quả hạnh phúc rồi. Hoan hô!
Phù dâu đặc biệt. Đám cưới tổ chức lúc mấy giờ ấy nhỉ? 10 giờ anh ạ. Mà con bé Jen đi đâu? Giờ vẫn chưa thấy về thử váy mặc đám cưới. Nó lại sang nhà bà Martha chơi rồi, cứ ở rịch bên đấy không chịu về. Bà Martha quý con bé như cháu gái ruột ấy, ngày nào nó không qua chơi là bà ấy nhắc liên tục. Bà ấy ở có một mình, con cái ở xa ít khi về thăm, kể cũng cô đơn. Bà giỏi thật, cái gì bà cũng biết thế. Cái này ai cũng biết hết cả con ạ. Ừ, không đâu, nhiều lúc con hỏi mà bố mẹ toàn bảo con nói nhiều thôi, chẳng ai trả lời con cả. Thế thì cứ sang chơi với bà, lúc nào bà cũng sẵn sàng trả lời cho con. Con thích bà nhất. Mẹ ơi, người mặc váy trắng đứng cạnh cô dâu là ai thế ạ? À, đó là phù dâu đấy con. Phù dâu để làm gì ạ? Phù dâu là người bạn thân nhất với cô dâu, người sẽ phụ giúp mọi việc cho cô dâu trong đám cưới. Đó thường là người hiểu cô dâu như chính bản thân của mình vậy. Thì ra là thế. 18 năm sau. Hồi hộp quá, mai là đến ngày thử váy rồi, sắp được ngắm cô dâu Jen xinh đẹp rồi đây. Cả phù dâu xinh tươi nhất quả đất nữa chứ. Phù dâu của mình không thể là ai khác ngoài Ellie được. Tới giờ rồi, tớ phải về trước đây. Ơ, làm gì mà gấp thế, mới ngồi được một tí mà. Tớ còn phải về xem thiệp cưới thế nào, rồi còn phải qua nhà bà Martha một lát nữa. À, bà hàng xóm cậu vẫn hay kể đấy hả? Tình bạn không phân biệt lứa tuổi đây. Đúng đấy, ngưỡng mộ không? Thôi, tớ đi nha. Cuối cùng, bé con của bà cũng tổ chức đám cưới rồi đây. Bà mừng quá. Hôm đấy, bà mặc một bộ váy thật lộng lẫy để dự đám cưới con nha. Bà sẽ sáng bừng cả đám cưới luôn đó. Con bé này, già rồi, còn sáng với sủa cái gì chứ? Ừ, không đâu, bà Martha của con lúc nào cũng đẹp tuyệt trần, chỉ là bà không nhận ra thôi. Chỉ khéo nịnh à, con muốn ăn gì không, bà làm cho. Ừ, sao bà biết con đang đói meo rồi đây? Đây, bà mới làm xong đây. Con cảm ơn bà. Thơm quá, bánh bà Martha làm là ngon nhất. Còn sớm quá, chắc tụi Ellie còn chưa đến đâu. Cậu thấy tớ mặc váy này đẹp không? Ôi đẹp quá, cậu trông cứ như cô dâu ấy. Jen thật quá may mắn, không hiểu sao anh Thomas lại chọn Jen nhỉ? Hả, cậu nói gì cơ? Ờ, không có gì, tớ chỉ thấy có gì đó sai sai. Là sao? Tớ nói thật, tớ thấy Jen không xứng với anh Thomas. Anh ấy quá tốt về mọi mặt, trong khi Jen thì làm sao? Tớ không biết nữa, tớ thấy anh Thomas xứng đáng lấy được một người tốt hơn Jen. Trời thôi, đừng có nói chuyện này nữa, kẻo Jen nó nghe được lại buồn đấy. Jen, sao trông con bé bí xị thế? Có chuyện gì kể cho bà nghe xem nào. Con thất vọng quá, không ngờ người bạn mà con vẫn tin tưởng thực ra lại có những suy nghĩ như vậy về con. Có thật là con không xứng với anh Thomas không hả bà? Bậy nào, ai nói con không xứng. Con là cô bé tốt bụng nhất trên đời này. Chính vì con rất lương thiện nên cậu Thomas mới yêu con đấy. Nếu không có con thì bà đã cô đơn biết bao nhiêu. Có mấy người trẻ tuổi chịu quan tâm đến một bà già như bà đâu. Bà cũng rất tốt với con mà, lúc nào bà cũng sẵn sàng nghe con tâm sự. Vì thế nên có chuyện gì con cũng muốn kể cho bà nghe hết. À, hay là bà làm phù dâu cho con nhé. Hả? Con nghĩ ra rồi, việc gì phải tìm phù dâu ở đâu xa, trong khi người ấy đang ở ngay bên cạnh con. Con đùa cái gì thế? Bà làm sao mà làm phù dâu được? Con không có đùa đâu, có lý do gì bà không thể làm phù dâu cho con được chứ? Còn cần lý do sao? Bà già cá nhăn nhúm thế này rồi, làm phù dâu thì có khi còn thành trò cười mất con ạ. Ừ, đối với con, bà không già chút nào cả. Mọi người nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bà vẫn luôn là người bạn thấu hiểu con nhất. Jen à, bà... Con sẽ rất tự hào, rất hạnh phúc nếu bà làm phù dâu cho con. Bà mà không đồng ý là con không lấy chồng nữa đâu đấy. Con bé này. Ơ, phù dâu đây sao?
xin giới thiệu với mọi người, đây là phù dâu của tôi, một người bạn đặc biệt đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu cho đến bây giờ và sẽ mãi mãi như vậy. Tình bạn cần nhất là sự chân thành và tin tưởng nhau. Tôi nhận ra người ấy không ai khác, chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt quý vị đây. Hoan hô, hoan hô, phù dâu đẹp quá, phù dâu đẹp quá, hoan hô. Người sống sót. Có thể nhiều người ở đây đã quên đi thảm họa đắm tàu du lịch ngày 10 tháng 9 20 năm về trước. Nhưng với tôi, một trong những người may mắn sống sót trở về, tôi không thể quên được đoạn ký ức kinh hoàng ấy. Nỗi kinh hoàng trước thiên nhiên hung bạo thật sự, không lớn bằng sự nhẫn tâm của con người trong thảm họa năm ấy. Khi tàu cứu hộ của chúng tôi tiến đến nơi hai vợ chồng đó, vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ có thể để duy nhất một người lên tàu. Anh di chuyển vợ anh qua đây, để tôi. Không cần đâu, tôi sẽ lên tàu. Anh còn chần chừ gì nữa, cơn giông sắp quay lại rồi, muốn chết hết hả? Em yêu anh, và... Cô ấy chìm rồi kìa. Ôi không, ai đó cứu cô gái tội nghiệp ấy đi. Mặc áo cứu hộ làm gì, bảo hắn ta mặc váy vào. Đúng là thứ đàn ông rẻ mà, nhục nhã thật. Ôi cô vợ quá. Tôi không tưởng tượng được, sau khi bỏ rơi người vợ của mình, anh ta sẽ sống thế nào nửa đời còn lại. Sau buổi triển lãm, hàng loạt báo đưa tin về câu chuyện đằng sau bức tranh Người sống sót. Dư luận được một phen dậy sóng, bất bình trước người chồng tàn nhẫn kia. Báo chí bắt đầu đào sâu tìm hiểu về câu chuyện và đặc biệt là tìm ra người đàn ông kia. Người đàn ông trong câu chuyện gây phẫn nộ dư luận thời gian gần đây đã được báo chí tìm ra danh tính. Người đàn ông đó là ông Đoàn Minh Trí, sinh năm 1948. Chuyện đáng xấu hổ của bố, giờ thì ai ai cũng biết. Được biết hơn một năm trước, ông Trí đã mất do đột quỵ. Ông có một đứa con gái, nhưng do mâu thuẫn gia đình, cô bé đã bỏ đi 5 năm nay. Bao năm rồi, ông ấy vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ. Chỉ có phòng của ông ấy là ngày càng tối giản, trông cô quạnh thật. Đáng đời, ông có chết trong cô quạnh cũng không chuộc được hết lỗi với mẹ tôi. Tại sao ông lại ra đi như vậy? Lẽ ra phải sống thật lâu, thật lâu. Phải từ từ mà gặm nhấm tội lỗi của mình chứ. Nếu hạnh phúc nhất là giây phút chúng ta bên nhau, cùng đón chào đứa con gái bé bỏng ra đời, thì tuyệt vọng nhất là khoảnh khắc biết tình em chỉ còn sống thêm được một tháng bởi căn bệnh ung thư phổi quái ác. Có lẽ thời gian càng ít ỏi, chúng ta lại càng biết trân trọng. Anh đã cùng em lên chiếc tàu ấy, với hy vọng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp cuối cùng dành cho nhau. Nhưng rồi biến cố xảy ra, con tàu gặp nạn. Chúng ta đã lên đên trên biển hàng giờ, và cả hai đều biết em sẽ không qua khỏi cơn này. Thời điểm đó, anh tin rằng mình sẽ chết bên em giữa đại dương mênh mông. Nhưng em lại ép anh hứa lời hứa phải sống sót bằng mọi cách. Lúc đó anh chỉ ước mình có thể là một ông bố nhẫn tâm, quên đi đứa con 3 tuổi ở nhà để được chết bên em. Giây phút bỏ lại em để anh tiếp tục sống, anh chỉ còn biết dùng lý trí lạnh lùng để lấn át đi cõi lòng tan nát của mình. Ta thấy cháu đã đứng hàng giờ ngắm bức tranh này. Đây có lẽ là bức tranh mà ta tâm đắc nhất. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó đã ám ảnh ta nhiều năm trời. Vẻ mặt lạnh lùng này của ông ấy, đến tận bây giờ cháu mới hiểu. Phải, ông ta thật quá nhẫn tâm và đáng khinh bỉ. Xin bà đừng nói về bố cháu như vậy. Những gì bà và mọi người nghĩ về ông ấy đều sai hết rồi. Cháu là đứa con gái của ông ta ư?
Có thể cháu chưa chấp nhận được chuyện đó, nhưng ta đã chứng kiến tất cả. Bố cháu thật sự là người như vậy. Xin bà đừng đánh giá mọi chuyện khi chỉ nhìn vào bề ngoài. Thậm chí những điều bà cho rằng mình đã mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật đâu. 5 năm trước, khi biết chuyện này, cháu cũng đã vội vàng suy nghĩ như bà. Cháu đã căm giận bố nhiều năm không trở về. Nhưng thực ra... Bà thực sự định đính chính lại câu chuyện đằng sau bức tranh của mình sao? Chuyện này thực sự không nên, bà biết đấy. Tôi biết, chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Báo chí sẽ quay lại sâu xé, chỉ trích tôi. Nhưng... Chẳng phải bà từng nói đây là bức tranh tâm huyết 20 năm của bà sao? Giờ nó đang trên đỉnh cao, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Là tôi đã sai, suốt 20 năm qua, tôi sẽ dũng cảm thừa nhận điều đó. Điều tôi làm hôm nay, một phần là để an ủi người đã khuất và gia đình ông ấy, nhưng một phần cũng là vì tôi và vì chính các bạn. Tôi muốn tất cả mọi người biết về người đàn ông tuyệt vời này, người đã cho chúng ta hiểu ra chúng ta nên cho người khác và cho chính mình thêm thời gian. Đừng vội vàng đánh giá ai đó qua vẻ ngoài hay qua hành động của họ. Chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điều tốt đẹp hơn từ họ so với những gì chúng ta nghĩ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!